Chào tất cả các bạn nha, mình là Chí Nhu. Mình làm kênh YouTube để mang đến niềm vui cho tất cả các bạn đang xem cái kênh của mình. Thì ngày hôm nay là mình sẽ quay cái hộp cá sấu quả tiễn trên 10 năm cho các bạn cùng xem với mình nha. Đó, mấy bạn thấy mấy con này sao? Nhìn đã lắm phải không? Mấy con này là đều có tuổi thọ trên 10 năm hết rồi nha. Còn mấy con nhỏ là mình không tính mấy con cá sấu quả tiễn trong này nha. Ở trong này cũng có con hải tượng nữa, chút xíu nữa mình sẽ nói về cái con hải tượng cho các bạn nghe. Mình nuôi cá thì mình vui mình cũng ngắm cá, mà mình buồn thì mình cũng ngắm cá, mình rảnh thì mình cũng ngắm cá luôn đó. Thì cái niềm đam mê cá của mình nó bắt đầu từ ngày còn nhỏ đó, nhưng mà lúc đó mình chưa có điều kiện để mình nuôi. Sau này cái mình thấy ông chú của mình nè, ông nuôi, thì cái mình đi cắt kiến, ông là chủ cửa hàng kiến, mình đi cắt kiến mình nuôi cá, cái mình gặp ổng có nguyên cái hồ này, mình thấy đã quá, cái ngày nào mình rảnh mình cũng xuống chơi, mình đam mê mà. Bữa nay mình quay lại cho các bạn cùng xem nè. Thì cái bồn cá này nè, mấy bạn là chú của mình đó, là nuôi từ hơn 10 năm trước rồi. Mấy con cá sấu quả tiễn trong này là nó tuổi thọ của nó là trên 10 năm luôn rồi đó. Đó, hồi đó là nuôi nó ở ngoài nắng á, hoàn toàn là nuôi hồ xi măng ở ngoài nắng không à. Trời ơi, tôi nói cho mấy bạn nghe nha, cái mình nó đen giống như là miên vậy đó. Sau này hả, làm mái che lên rồi lắp một cái miếng tôn, mà tôn trắng mấy bạn, rồi cái từ từ nó mới nhả ra cái màu nó gì nè. Chứ hồi lúc nó đen thui, nó đen như miên vậy, con cá lóc nó đen còn hơn con cá lóc nữa, tại mình nuôi ngoài nắng á, nuôi ngoài nắng nó đen dữ lắm. Còn mấy con cái chơi bạch tạng này cũng lâu lắm rồi, 7-8 năm rồi. Hồi lúc thả vô làm cá mồi cho mấy con cá sống nó ăn á, lúc nó còn nhỏ mà không biết sao nó không ăn, nó ăn không hết thì sao á, bây giờ nó bự vậy luôn đó. Ở quay cho các bạn coi thấy không, con nào con nấy hả, nái nái không mà như là khúc củi vậy đó. Có con hải tượng đẹp quá. Mấy cái con hải tượng này là tuổi thọ của nó mới có 3 năm mà nghe các bạn. Đó, con hải tượng này là dòng của Indonesia, vàng đồng. Bây giờ là bông đỏ của nó là lên tới gần cái mang rồi, đã lắm. Mà ảnh dạng lắm nha, thò tay xuống nựng ảnh im ghe, nhiều khi ảnh cũng giỡn với mình nữa, khôn lắm. Lúc mới mua nó về là nó có một gang tay à, mà mua nó 1.450.000 đó, mà có chút xíu à, 17-18 cm gì à, mà nó ăn nhiều lắm. Bỏ xuống là mấy cá sấu này mà chơi ha, là ảnh lợ ảnh húp hết. Ôi ảnh khôn lắm. Hồi đó đó, kể mấy bạn nghe, lúc mà thả mấy con cá mà nó bơi lẹ đó, ảnh gợt theo không kịp ha, ảnh chờ tới ban đêm á. Ban đêm á là con mắt nó ngộ lắm, con mắt nó sáng lên như hai cái đèn pha vậy đó. Mấy bạn tưởng tượng mà mấy bạn gọi đèn pin vô cái con mắt của con mèo sao á, là ban đêm nó còn sáng gì nữa, nó sáng hực à. Ảnh chờ mấy con cá kia ngủ ha, khoảng 2-3 giờ đêm ha, ảnh lại ảnh hớp một cái ha, cái họng ảnh một đống cá luôn. Trời ơi, nhiều bữa ha, ảnh hớp xong á, ảnh đập đuôi một cái bom. Nửa đêm mình chạy ra mình tưởng chuyện gì không các bạn, mình sợ nó nhảy ra ngoài á. Trời ơi, nó khôn lắm. Còn mấy con cá sấu này hồi nhỏ ha, cho nó ăn gì nó cũng ăn chân, tới lớn lên cho nó ăn nhiều khi nó cũng chê nữa, nó chê lên chê xuống, lội qua lội lại, lội tới lội lui, ảnh dẹo lắm. Mà hồi nhỏ nó hung trời thằng, cái sau này vuốt nó rồi nó mới hiền vậy á. Đó bạn thấy không, trời nó mập. Cái mình nó không á bạn, mình đo là hơn 50 cm luôn á, nó dữ vậy á. Mà sao càng ngày càng lớn, cái mấy anh ăn ít xẹo à, mấy anh ăn không có nhiều. Nhiều khi bữa cho ăn có chút xíu rồi, nó ăn có xíu rồi giống như ăn lấy vậy á. Nhiều khi mình nói không phải chứ mình tưởng đâu nó già, nó bị gụng răng, nó ăn không được không à. Hồ này á, thì mình nuôi á, mình để SKBO vô. Mình mua cái loại cái chai bự á các bạn. Xong rồi mình bỏ một nắp như vậy là 500 lít. Cái bồn này á, là bề ngang 3 tấc. Mình nhầm, xin lỗi các bạn, bề ngang là 3 thước, bề dài của nó là 3 thước, bề cao nước lên là 4 tấc. Đó, thì mình nuôi mấy con cá sấu quả tiễn này là nước nó không có cần nhiều nha các bạn. Thật sự là không có cần nhiều nước đâu. Đó, nó chỉ cần nước xăm sắp cái lưng nó là vậy đó. Chủ yếu là nước mình sạch, mình làm cái lọc tràn cho nó tốt một chút là được à.
với bạn chơi cá là kinh nghiệm thứ nhất là cái không gian sống của con cá là nó phải rộng. Cái thứ hai là cái nguồn nước nó phải đảm bảo. Đảm bảo sao? Đảm nhất bảo là nó sạch, nước nó trong và nó không có cái mùi hôi. Và cái thứ ba là cái thức ăn, cái nguồn dinh dưỡng nó phải đảm bảo. Nó phải đầy đủ chất dinh dưỡng và nó phải sạch nữa. Và nó phải mới hàng ngày vậy luôn. Nếu mà không được các bạn phải bỏ tủ đông.